Cho em cái gì che mắt lại giống như miếng chói mắt em. Em như cái nhám bình thường này che lại là che mụn hồi chị không nặng được. Mụn gần cái mắt mà. Ừ. Chắc cho mình bàn cái nút nó xí chỉnh chứ bây giờ chỉnh sợ tét luôn á. Đau chị đó xíu à, mụn nhiều quá.
gỡ bên đây luôn chị. Bao giấm xăng gì? Đang có bà. Có xíu nó làm sao mà. Thì thôi đừng có đụng chữ chị. Cái nào mụn mà sao không nặng cũng vậy. Là thôi, chỗ này em đang không lòng. Vậy thấy bữa nó hư da chỗ đó luôn à. Kệ đi chị.